Thưa quý vị và các bạn, công ty tươi sống của tỉnh đánh giấy về hôm trước là hôm sau đều xe về chở cả chục tấn lợn của hợp tác xã đi và chỉ để lại tờ giấy ghi sơ sài chứng nhận hợp tác xã đã nộp đủ số cân lợn. Bao nhiêu công sức khổ ải của cả hợp tác xã bỏ ra chỉ để nhận lại một tờ giấy chứng nhận khiến cho chủ nhiệm đầu cảm thấy sốc lắm và không can tâm. Nhưng đó chỉ là chỉ thị của cấp trên nên ông không thể không làm theo hóa ra là đơn vị tiên tiến dẫn đầu còn mệt hơn trước. Ông đầu còn phát hiện ra tí lấy trộm gạo tấm của hợp tác xã, nhưng qua tí mới biết tất cả mọi người trong đội sản xuất đều ăn cắp của hợp tác xã. Họ cho rằng của rời không lấy cũng thiệt. Thỉnh nghe lời vợ cũng nửa đêm vào khu sản xuất đào trộm giềng chuẩn bị cho đám dỗ mẹ. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết chuyện làng của nhà văn Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Về đến cầu ao Thịnh thấy thấp thoáng ánh lửa trong bếp Giờ này còn đun nấu gì thế này Cám lợn thì ngày nào chả nấu vào buổi sáng sớm Thịnh ngó vào Không phải vợ mà là lão thích Đang loay hoay làm gì đó trong bếp Nghe tiếng bước chân Lão thích không ngó ra Mà chỉ hỏi một câu khiến thịnh giật nảy người Có giềng tươi à May quá Còn đang thiếu món này anh gọi cho tôi củ to to vào. Lấy củ bánh tẻ, chứ đừng lấy loại non quá hoặc già quá. Rồi sách đèn, cầm dao thớt ra sân. Lúc này, Thỉnh mới nhận ra mùi giềng tươi đang thoang thoảng, rất nhạt. Mẹ kiếp, ông giả thính thật. Mình chả thấy gì mà ông ấy ngửi thấy mùi giềng tươi. Thỉnh hỏi cho có chuyện. Thầy làm gì mà giờ này còn lọ mọ thế này? Làm gì thì mặc mẹ tôi, tôi nhờ anh việc gì thì anh cứ làm đi đã hỏi lắm thế tính ông già càng ngày càng khó chịu mới hỏi có mỗi một câu mà đã bà hỏi nhiều nghĩ thế nhưng thỉnh vẫn cắm chiếc nệm vào mái bếp chọn một củ bánh tẻ đem ra ao rửa không đúng ý rồi thế nào cũng bị chửi cho mà xem từ ao về mắt đã quen với ánh sáng hơn thỉnh lại thêm một phen sững người trên cái dây phơi lủng lẳng một con rắn dài dễ hơn một mét, to bằng cổ tay thằng thoảng em. Đầu nó bị buộc vào dây phơi mà đuôi gần chấm đất. Lão thích đang loay hoay lột ra. Con rắn bị cắt một khoanh quanh cổ, rạch một đường từ đấy xuống tận đuôi. Lão thích tay cầm chiếc bát con, chăm chú hứng từng giọt máu nhỏ xuống từ đuôi con rắn. Thầy bắt ở đâu ra con này? Rắn gì vậy? ngoài chuồng bèo, rắn nước. Nhưng to như thế này thì tôi mới thấy lần đầu. Tôi phục mãi, hôm nay mới tóm được nó. Mẹ nó chứ, sống lâu dễ thành tinh. Ăn của tôi bao nhiêu mồi, thoát được mấy lần rồi. Nhưng hôm nay thì cu cậu hết đời. Lão hỉ hạ đặt chiếc bát xuống. Lấy đôi đũa xăm soi, tìm cái gì đấy trong bụng con rắn. Thầy tìm gì vậy? Tìm. Người ta bảo uống máu rắn, nuốt quả tim bổ lắm. Ôi giời, béo bổ gì cái giống rắn nước tanh bỏ mẹ. Thỉnh nói mà như thấy mùi tanh của con rắn ở ngay trong miệng mình. Tanh hả? Đã là con vật thì có thứ gì không tanh. Anh tưởng thịt người không tanh à? Thầy cứ nói thế, ai ăn thịt người mà biết là tanh hay không tanh? Thỉnh đã hơi cáu. Sao anh tối giả thế? phải cho vào mồm rồi mới biết là ngon hay không, tanh hay là không tanh thì nói làm gì. Thịt người tanh thật. Hồi bắn lão quyết làng trên, tôi đứng gần, ngửi mùi máu lão tanh đến nôn ra mật xanh mật vàng. Thế thì biết thịt người tanh hay là không chứ. Còn máu rắn, pha thêm tí rượu vào, lấy củ xà đập dập ra. Quấy vài cái, hết tanh ngay. Anh có lòng thì lấy cối ra giã một nửa phần riêng củ cho tôi phần mầm anh để lại thái miếng vừa mồm là được thái kiểu gì đây thì thái như mọi lần chứ sao nữa việc con con thế mà cũng hỏi thầy khó tính chết đi được không hỏi trái ý lại không chửi cho sóc óc lên à già rồi nọc nó chạy lên miệng nên mới ra thế rắn già rắn lột người già chua tọt vào xăng sao lại có con rắn nước to đến thế nhỉ thủy đổi sang chuyện khác cho bớt căng thẳng. làm sao thầy bắt được nó? rắn nước cũng có con to hơn nữa chứ. ngày tôi còn đi làm phu ở hòa bình, có những con rắn nước núi to như cây chảy dã dốc ấy chứ. người ta còn gọi là con mòng. loại ấy thịt còn ngon hơn thịt gà. xứ ấy toàn rừng núi, con vật cũng được sống lâu hơn nên to hơn. còn rắn ở ta bé vì chửa kịp lớn đã bị bắt rồi thì còn to sao được. Con này hay nằm ở chuồng bèo nhà mình. Nó cứ nằm trên chỗ đám dây muống vây bèo ấy. Dành lắm, thành tinh rồi. Chỉ nhô cái đầu lên thôi. Còn mình thì chìm xuống nước. Không tinh mắt thì không thấy nó đâu. Động nhẹ cái, nó lặn xuống mất tâm. Nhưng khôn mấy thì cũng không qua được tay tôi. Lão thích vừa lột ra con rắn, vừa kể chuyện, giọng đã ra chiều hỉ hạ hai tay lão thoăn thoắt lột ra con rắn, vứt vào cái rổ để dưới sân. Tháo dây buộc vào dây phơi ra, khoanh con rắn đã lột ra, bỏ hết lòng ruột. Vào cái thớt gỗ nghiến to như cái giá vo gạo nhà lão mà vẫn còn phải giữ, không sẽ tràn ra ngoài. Lão lấy con dao dựa chặt phăng cái đầu rắn, gạt xuống nền gạch rồi chặt con rắn làm mấy đoạn. Mỗi đoạn dại đủ găng tay. Lấy sống dao đập đập mấy cái rồi cứ liên tục đều đều phầm phập phầm phập những khúc thịt rắn dưới tay lão đã dần biến thành một đám thịt băm khá dẻo cứ băm hết một lượt lão lại lấy lưỡi dao dồn lại miết lên mấy cái đám thịt đã thấy quanh quánh đến lúc này lão mới lấy mấy củ hành già đập dập kèm với một nắm xương sông mần tưới lá lốt rau răm băm lẫn vào thịt hai mắt lão chăm chú nhìn vào đống thịt rắn đầy mặt thớt miệng vẫn đều đều Tôi phát hiện ra cu cậu từ mấy hôm rồi, nhưng không tóm được nó. Hôm thì dứ dô thế nào cũng không cắn câu. Hôm thì mất mấy mùi nhái liền mà vẫn không bắt được nó. Hôm nay tôi thấy cu cậu nằm ở đó từ gần trưa, nhưng tôi mặc kệ, không chấp. Nhập nhoạng tôi mới đem cần câu ra, vừa mới quăng con mùi kéo qua chỗ mình. Đoán nó nằm, chứ có biết đích xác nó ở đâu đâu. Miệng vừa chẹp một cái, đã nghe quễ tũng như cá chuối đớp mồi. Chắc đói rồi, hay nhập nhọng nhìn không rõ chả biết. Tôi chỉ khẽ gật, cần câu một cái là cu cậu mắc liền. Mãi mới kéo được nó lên bờ. Sừ nó, tí nữa thì trượt lúc nó quấn vào đám rào tre, tưởng mất ăn. Con này cũng phải được hơn cân thịt lọc, chữ ít à? Thầy định làm gì? Còn làm gì nữa? Nhất thì băm nhỏ với hành, rau thơm, viên lại rán. Nhưng làm thế hao lắm. Tôi băm kỹ rồi xào khô với riêng Được mấy bữa ăn tươi rồi Thầy không lấy củ chuối hột xã à? Không cần Xương loại này mềm như xương ếch Hổ mang hay cặp nong cặp nia Xương mới rắn Đấy tôi mới băm một loáng là đã gần được rồi Thôi anh đưa cho tôi mấy củ riêng Rồi đi ngủ đi Việc tôi kệ tôi À anh còn rượu thì rót cho tôi cút Tôi hết rồi mà chưa kịp lấy Nhấm nhạp tí cho nóng sốt Đi giờ cũng được, nhưng lại đang giang rửa tay. Xong việc cũng vượt đêm rồi. Gọi nhà nó mua rượu, bất tiện. Chai rượu vẫn trên bàn thờ ấy. Thầy uống bao nhiêu thì rót. Thì cứ phải có nhờ thế. Không ai chị ấy thấy ngót, lại rắn rượu nhà mình bốc hơi nhanh thế. Thầy thì cứ hay để ý vặt. Thôi, tôi đi ngủ đây. Lúc Thỉnh bò vào giường, vợ vẫn còn chưa ngủ. Thỉnh vừa nằm xuống, thì đã hỏi ngay người ta vừa nói xấu gì tôi với thầy em đấy ôi giời xấu đẹp gì chuyện vớ vẩn ấy mà kệ ông kệ là kệ thế nào ở đâu ra cái thói cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng thế tôi có động gì đến người ta đâu mà người ta cứ châm chọc rỉa giói tôi thế thôi có yên đi cho tôi ngủ không nào đã mệt bỏ mẹ lại còn cứ hỏi thế này thế kia ngủ là ngủ thế nào ngày nào cũng cứ lăn ra như con cu li thế à biết rồi để nghỉ tí đã. Rồi tôi kể chuyện này cho mà nghe. Chuyện khác thì nghe, chứ chuyện người ta thì tôi chả nghe đâu. Dạm lắm. Sao bù em cứ thành kiến với ông thế nhỉ? Không gọi được một tiếng ông hay sao mà cứ người ta người ta. Người ta đẻ ra tôi là bố chồng của bu em. Số nó thế rồi, khác làm sao được. Mà ông suốt ngày có nói gì đâu. Việc mình mình lo, việc ông ông làm. Ăn uống cũng nhà nào bếp ấy bu em còn kêu ca gì nữa Ôi giời ơi Nói thế mà cũng nói được Ở cùng nhà Ra vào giáp mặt nhau Thả có gì ấm ức Cứ nói mẹ nó ra lại dễ xử Cứ tầm ngầm tầm ngầm Cạnh khóe khó chịu lắm Con gái còn chả chịu được Nữa là con dâu Thế bu em thích suốt ngày chửi nhau như nhà hân à Thằng Hiệu không chịu nổi cảnh bu chồng con dâu Mà phải bán sới đi đấy Tôi chả biết mà cũng chả thích những loại chuyện như vậy. Còn hần nó thế nào, ai còn lạ gì? Loại ấy, thằng đàn ông nào dính vào thì khổ một đời rồi. Ở làng này, ai còn lạ gì nó nữa? Ai bảo chú Hiệu còn đâm đầu vào? Nhưng bà Thơi cũng chả vừa đâu, bù chồng con sâu, ai cũng như nặc nô thế. Không đánh chửi nhau mới là chuyện lạ. Nhưng tôi bảo thật, bu chồng mà lại cứ bô bô chuyện con dâu ngủ với dai, hồi chưa về làm dâu nhà mình thế, thì ai mà chịu được người ta bảo tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại đằng này lại cứ đi vạch áo cho người xem lưng biết người ta lẳng lơ thế rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào thì còn kêu ca nỗi gì tử tế gì cũng đều tính toán cả đấy thôi chứ thương yêu gì nhau đâu toàn một đồng một cốt với nhau cả nhưng vào tay tôi tôi gang họng ra chứ chả để thế đâu lành làm gáo vỡ làm muôi bù con gì với loại người ấy bu chồng nàng dâu mà đối xử với nhau như quân thù quân hằn thế à có đời thủa nào bu chồng mỗi khi chửi nhau với con dâu lại cứ vỗ bành bạch rồi gieo dao mày ngửa ra cho thằng này thằng kia nó đéo ở chỗ nào ngoài bờ sông chân đống dơm nhà nào thì có ai chịu được không tôi chỉ hỏi mỗi chuyện tôi ngủ với sai ở đâu bà có bắt được không mà bà ăn không nói có vậy không chỉ ra được thì tôi cao mặt ra chứ để yên à bé cái mồm xem nào Chuyện con mẹ Hân thì cả cái làng này ai còn lạ gì nữa mà còn phải nói lắm. Thì cứ nói thế. Bây giờ người ta quen ăn không nói có rồi. Tố điêu thế mà bản dân thiên hạ cũng tin. Ai tin? Ai tin? Nói thế mà nghe được à? Chả tin mà hồi đội về người ta đã ăn đứng dựng ngược lên bao nhiêu là chuyện đấy thôi. Đội tin, xã tin, trên tin. Thế nên mới có chuyện còn cái hòe tố nhà Đinh hiếp mình Một ngày đến năm sáu lần Tiền sư bố nói chứ Anh không nói có như thế mà đội vẫn còn tin được Lão đỉnh hơn sáu mươi Quát queo như gốc sắn khô Lúc nào cũng quần sắn tới bẹn Đi theo châu cả ngày Làm quần quật thế Còn hơi sức đâu mà vật được con mẹ hòe Những năm sáu bận Tôi nói thật Hồi ấy người ta cũng trả tư tế gì Trong chuyện khép lão đinh vào địa chủ đâu Thôi không nói chuyện ấy nữa Giác tài lắm thì thôi lại chạm nọc trước gì nhưng tôi nghĩ đã nói ra rồi thì cứ nói hết một lần đi thầy em bênh người ta cũng phải thôi con nào chạm anh cha biết thế rồi thì còn nói làm gì nữa mà này chuyện cái hân với đội tân thế nào bu em hồi ấy cùng đội du kích với nhau thì lạ gì ái chả khôn nhỉ bảo thôi không muốn nghe nữa cơ mà thôi cũng được chuyện nhà mình thì cũng chả nói nữa kẻo có người động lòng. Nhưng chuyện con Hân thì kể cả ngày cũng chả hết. Chuyện lâu rồi, nhưng giờ kể ra cũng chả sao. Thịnh nghe vợ nói thế, ức lắm. Mụ này cũng ghê gớm thật, vẫn còn thù ông cụ. Nhưng lại muốn nghe thêm chuyện của Hân. Thịnh bảo vợ. Tôi cũng chả dỗi hơi mà đi nghe những chuyện không đâu. Nhưng bây giờ, cùng làm việc với con Hân nó nhiều khi cứ lên mặt mình là đảng viên trước tôi. Thỉnh thoảng lại còn rỉa giói chuyện ông chưa vào hợp tác, chuyện cô Thành trước đây với chồng nó. Tôi muốn biết chuyện nó với Tây Tân hư thực thế nào, để lúc cần thì bịt mồm nó lại. Sao cơ, nó làm gì thầy em? Để tôi chỉ mặt nó mà kể những chuyện của nó xem, nó còn lên mặt được với ai? Chúng tổ kiến lửa rồi đây. Thỉnh cười thầm, để yên thì không sao động vào là coi chừng. Một khi đã nổi cơn tam bành, thì chả còn dừng lại được nữa đâu. Thỉnh mồi tiếp. Nó có ý chê tôi, tuy học hết lớp 4, nhưng không trưởng thành từ thực tiễn, không phải là thành phần cốt cán. Nó còn bảo, chữ không ít, nhưng thiếu từng trải, chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn, nhất là vận động quần chúng. Ôi giời ơi, nghe dặm cả đít, cốt cán thì đúng là nó hơn thầy em rồi, nhưng cốt cán cũng có răm bảy loại nó được chọn làm cốt cán là vì nó để người ta đút cây cán của họ vào lỗ của nó chứ cốt cán gì mấy năm trước mấy đứa cốt cán ra đường còn vây ngược mặt lên được chứ giờ đứa nào cũng đều nói đến cốt cán cũng cầm như hến cả đố dám ho he vẻ vang gì mà khoe ra nhưng thực tiễn với vận động quần chúng thì nó có gì nó chỉ có mỗi cái giỏi là nằm ngửa cho thằng tân nó chơi thôi cùng du kích với nhau, cùng đi đêm về hôm, những ngày ấy tôi còn lạ gì. Cái câu, cô hân họp với đội tân, mất gì không mất, mất quần lạ thay, là nói khái chuyện chúng nó ngủ với nhau ở lều Việt, bị mấy đứa ghét chơi xỏ, giấu quần áo, phải lại lục mãi mới được thằng tí chịu cho mượn quần áo của vợ chồng nó mà về con gì. Mà chả mượn không đâu. Cái thằng nửa ăn cắp, nửa lưu manh ấy còn đòi con Hân phải bù thúng ống gạo mới chịu đậy miệng lại đấy tôi cũng nghe thiên hạ xì xèo nhưng chẳng phải chuyện của mình nên không để ý tôi hồi ấy chỉ lo chuyện giữa cô thành nhà mình với cậu hiệu thôi tôi với cái hân một tổ toàn đến với đội để bắt dễ sâu chuỗi thằng tân đội trưởng dê lắm trong đội ấy nó rủ dê gạ gẫm không từ đứa nào nó còn tính ve vãn cả tôi nhưng tôi đâu có giải cả bọn đều biết nó có vợ rồi nên không ai dính cả chỉ có con hân biết mà vẫn lao vào cũng chả phải mê mẩn gì thằng Tân đâu mà lợi dụng nhau thôi. Nó bảo với tôi, tay Tân hứa cho nó vào đảng, rồi cho làm cán bộ xã. Thì đúng là nó vào đảng, thành cán bộ thật, nhưng đấy là thằng Tân đưa nó lên, chứ nó thì công trạng gì. Nó đánh đổi đời con gái để lấy sự tin cậy, để được làm cán bộ. Chuyện ấy bọn con gái biết cả, nhưng cũng chẳng đứa nào muốn nói ra. Được cái này thì mất cái kia thôi. Ngày nó chửa với tay Tân, phải lấy khăn vuông buộc bụng mãi. Rồi tay tân bố trí cho đi công tác mấy tháng. Nhưng thực ra là xuống dưới làng lưu, đẻ vụng, cho con, rồi quay về chứ công tác gì. May mà bà cụ cho ở nhờ cũng tốt. Bà ấy không kiên cữ gì. Nghe nói con Hân bị nhỡ nhàng, bà ấy cũng thương. Từ đây xuống đến lưu chỉ độ ba cây số mà không một ai biết nó ở đâu. Bọn tôi bảo mình quê trên phụ rực, họ cũng tin. Tôi còn xuống dưới ấy thăm nó mà thằng bé con kháu khỉnh lắm. Nó may vì được một nhà hiếm muộn bên cầu cau xin về nuôi. Nghe nói giờ cũng lớn tướng rồi. Nhưng con hân tệ thật. Từ bấy đến giờ nó không lai vãng, ỏ ê gì đến thằng bé cả. Bù em biết mà không nói sớm. Để khi nào nó lên mặt với tôi, tôi cho nó bẽ mặt. Chỗ đàn bà với nhau, tôi đã thề độc giữ cho nó rồi. Với lại tôi nghĩ, cũng là vô phúc mới thế thôi. Đi bờ đi bụi với nhau, người ta vẫn đi Nhưng có mấy ai đẻ ra thế đâu Đẻ con ra không được nuôi Đi lấy chồng thì bị chồng ruông rẫy Bị nhà chồng nói bô bô cho bản dân thiên hạ biết Là con dâu trai trên gái dưới Thì còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa Thôi thầy em cũng đừng chấp nhặt nó làm gì Giờ nó như con chó cắn cản ấy mà Tránh nó đi thì hơn Mà thôi Nói mãi chuyện người ta chán chết Làm chuyện của mình đi Nẫu lắm rồi Thì làm thỉnh dòng tai xem ngoài sân có động tĩnh gì không. Chắc lão thích đã xong cái việc quan trọng của lão rồi, nên ngoài sân im lặng như tờ. Ánh đèn le lói, lúc trước cũng đã tắt. Chắc cũng phải nửa đêm rồi. Có con gà nhà ai le te gáy sớm. Buổi trưa, Ban chủ nhiệm Hợp tác xã tổ chức liên hoan mừng thắng lợi, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao nộp thực phẩm cho tỉnh. Người ta bảo, khách ba, chủ nhà bảy, không sai chỗ nào. Ban chủ nhiệm hợp tác, lãnh đạo xã ngồi tròn hai mâm. Khách chỉ có lãnh đạo công ty tươi sống, cậu lái xe, vị đại diện phòng thương nghiệp huyện và bà phó cửa hàng trưởng Bách Khoa, chuyên bán hàng phân phối theo phiếu ưu tiên. Hân bảo thằng Tý bắt một con lợn còi, nhưng nhìn vào con lợn đã cạo sạch sẽ, trắng nhễ nhại, vứt ở cái nia giữa sân. Những người đi qua, ai biết nó cũng chẳng còi tí nào. Móc hàm cũng phải cỡ nửa tạ mà lại béo núc ních. Đầu cũng ngó vào, lấy tay vần con lợn hết sang phải rồi lại sang trái, cầm cái tai lợn to gần bằng bàn tay mình lên, khẽ hư một tiếng rồi hỏi thằng tí. Con này móc hàm bao nhiêu, May. Hỏi làm đếch gì? Tôi cũng có cân đâu mà biết. Chỉ biết mấy người bảo bắt một coi còn. Chỉ nói thế thôi. Mà thì đếch ai biết ở trại mình con nào là coi còn, con nào coi không mà trại nhà mình thì nhiều coi còn lắm nên tôi bảo chả nhẽ giết tất cả lũ hay sao bà hân bảo coi còn con còi đầy ra trong trại ấy chọn con nào chẳng được thế là tôi thịt thôi giờ ông bảo nó coi không chứ không phải coi còn thì bố ai biết được muốn biết nó có còi hay không thì tìm bà hân mà hỏi đầu lẩm bẩm cả chủ lẫn khách vị trí là ba mâm vật con bằng này thừa thì đổ lên đầu à hổ hay sao mà ăn nhiều thế? Thằng Tý nghe thủng câu nói của đầu nhấm nhặng. Hổ hay báo gì đây đấy cần biết. Đây được báo ra làm cỗ thì đây chỉ biết làm thôi. Ba mâm, mỗi mâm hai bát, sáu đĩa, không kể lòng rồi tiết canh. Liệu thế mà làm? Còn lợn có béo, miếng lỏng mới ngon. Bắt con đầu to hơn mình. Còi dí còi dị, pha xong chỉ còn tí ra với toàn bạc nhạc. Mỡ cũng chả có thì chả bỏ dính răng mà có ông bà nào chê cỗ thằng này làm bao giờ đâu mà giờ sinh lắm chuyện thế ăn xong mỗi vị một sâu mang về ai cũng có phần kể cả đây mõ thì cũng phải ăn có làm có hưởng phân phối công bằng dân chủ theo đúng nguyên tắc xã hội chủ nghĩa xong việc được một công rưỡi đến mùa được một kg rưỡi thóc hạng nhất hoặc ba cân khoai đây chỉ biết thế thôi còn sao lại thế thì đi hỏi người ra lệnh chứ hỏi gì đây Nhìn mặt thằng tí, nghe cái giọng khiêu khích của nó, đầu điên lắm, chỉ muốn tương vào cái mặt vênh vênh kia một quả cho bõ tức. Thằng mất dạy. Nó chắc được con mẹ hân dặn trước rồi, nên giờ chẳng cần biết đến ai nữa. Đúng là loại tiểu nhân đắc chí, giỡn mặt ông mà được à. Hôm ăn cắp tấm gạo bị ông bắt được thì nhũn như con chi chi, giờ thì ăn nói hơn cả mấy thằng đầu đường xó chợ. Thôi được, cứ để đấy đã. Giờ ông phải nhịn mày như nhịn cơm sống. Xong việc rồi, ông cho cả chủ cả tới nhà mày biết tay. Còn giờ, quan khách đông thế này, dày vi lũ ngợm ấy dại mặt. Đầu cố nén cục tức đang dâng lên, bước vào nhà, ngồi uống nước. rót đầy một bát chè xanh, đầu ngửa cổ uống cạn. Chè tươi, ủ khéo, đầu lại muốn uống nữa. Đã mở cái giỏ tích ra, đầu lại đổi ý. Uống thế thôi, còn để bụng chốc nữa chén chứ. Không biết hôm nay chúng nó lấy rượu nhà nào. Ở cái làng này chỉ có rượu nhà Huy là ngon nhất. Rượu nhà ít đầm, trong như nước cất. Cầm chai rượu lắc lắc mấy cái, tăm rượu sủi lên đều tăm tắp, nhỏ li ti, nhìn đến thích mắt. Công an xã mấy lần định bắt, nhưng đầu phải nhắc họ. Để yên cho nó thỉnh thoảng làm răm lít, thì lúc có việc mới có cái mà dùng. Huy nấu không nhiều, mỗi lần chỉ làm đôi ba nổi cũng không bán cho ai trong làng mà chỉ bán cho cán bộ thôn xã khi có liên hoan. Bán ít nhưng giá bao giờ cũng cao hơn rượu ngoài. Lãi ít nhưng được quan hệ. Được các quan làng quan xã che chở. Nhưng nhà này cũng biết điều, không huynh hoang dựa thế ai cả. Lúc nào cũng nhã nhặn khi có ai hỏi mua hàng. Ông bà nghe nhầm hay sao ấy chứ, nhà cháu có biết rượu chè gì đâu. Nhà Huy ở dìa làng gần trụ sở hợp tác xã. Khi cần, chỉ cần một người nào đó tạt qua cổng nhà Huy gọi một câu trống không. Trưa hoặc chiều nay, ông hái cho ấm chè nhé. Là vợ chồng Huy hiểu ý ngay. Vẫn có chè mang lên trụ sở, nhưng dưới rổ chè bao giờ cũng là mấy chai rượu lậu. Nhưng sao hôm nay chưa thấy chai nào nhỉ? Chắc đứa nào ngại cán bộ trên về nên chưa bày ra trước gì. Vẽ, trên cũng là người. Ăn cỗ mà không có rượu thà ăn cơm rau còn hơn tiếng dao thớt của thằng tý băm cứ đều đều khiến ông muốn chợp mắt một lúc mà buồn ngủ thật đêm qua thằng con bé bị ốm lục sụp cả đêm làm đầu mất ngủ gió lại hơi hầy thế làm hai mắt đầu như díp lại mà đầu ngủ thật rồi lại còn ngáy khe khẽ nữa đầu thấy mình đang phát khẩu trung liên thay cho cậu hỏa lực trượt chân bị sai khớp khẩu súng cũng nặng nhưng không là gì với đầu chỉ hơi khó đi tí vì nó cành càng. Có gì ngơ ngứa ở cổ, đầu thò tay lôi ra một con vắt no máu. Cậu liên lạc đại đội mặt tái nhợt, hồn hển chạy từ trên dốc xuống. Bảo cậu anh, đại đội trưởng ra lệnh cho anh em nghỉ tại chỗ. Mời các trung đội trưởng lên họp với ban chỉ huy. Đầu giao khẩu súng lại cho cậu đi bên cạnh, thở một hơi thật dài rồi lên tiếng. Toàn trung đội, nghỉ tại chỗ. Đồng chí Toàn thay tôi chỉ huy, chờ lệnh đại đội. Rồi sấp ngừa chạy theo cậu liên lạc. Tiếng chào hỏi ồn ào làm đầu giật mình, tình ngủ hẳn. Thì ra, đầu đã ngủ được một lúc, lại còn mơ nữa chứ. dụi mắt một cái, đầu nhận ra huấn, phó giám đốc công ty thực phẩm tươi sống tình. Có mái tóc rất điệu, uốn loan xoăn, rủ xuống chán và đôi mắt nhìn rất đĩ, cái miệng rất dẻo. Nghe đồn, tay này đi đến đâu cũng có nhân tình, nhân ngãi, con rơi thằng cha này người bên Thái Ninh, xuất thân là một tay buôn châu. Cha biết thân thế gì mà trong vòng có 7 năm, từ một nhân viên cung ứng nhảy lên trưởng phòng cung ứng, rồi thoát cái lên phó giám đốc. Trong thấy đầu, Huấn bước những bước dài về phía đầu, giơ cả hai tay ra hồ khởi. Chào anh đầu, cảm ơn anh đã chỉ đạo cô Hân với trại cung cấp đủ số lượng cho công ty. Số hàng này cũng không phải để dùng trong tỉnh nhà đâu mà chuyển lên Hà Nội ta cung cấp cho thủ đô để phân phối cho cán bộ nhân dân, rồi thủ đô lại bán cho ta vải, vóc sắt thép, xi măng để xây dựng. Phân phối xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc công bằng, lấy phục vụ lợi ích chung là chính, nhưng vẫn phải có đi có lại. Nhờ thế mà liên minh công nông, binh trí thức mỗi ngày càng chặt chẽ anh ạ. À. Tôi tưởng thủ đô thì làm gì có những thứ ấy, vải thì toàn thấy vải Nam Định, xi măng thì Hải Phòng, sắt thép thì Thái Nguyên chứ. Huấn cười độ lượng không phải đơn giản thế đâu anh ạ à. đầu não là ở hà nội các địa phương kia chỉ là nơi sản xuất ra những thứ ấy thôi còn hà nội mới là trung tâm phân phối điều hành cho cả miền bắc không sản xuất ra nhưng lại làm cái việc mà chuyên môn gọi là phân phối lưu thông xã hội chủ nghĩa anh ạ à. à ra thế anh không nói thì tôi cũng không rõ cứ hiểu lơ mơ là người này phải dựa vào người khác người khác lại dựa vào người khác nữa thế thôi Bây giờ làm ăn hiện đại khác trước lắm anh ạ. Chúng tôi cũng làm vai trò phân phối lưu thông, nhưng theo kế hoạch của cả Trung ương và của tỉnh. Tết này, anh ủng hộ chúng tôi độ 10 tấn nữa nhé. Nơi khác thì khó, chứ đơn vị lá cờ đầu của ngành thì chuyện nhỏ, phải không anh? Ồ, cô Thoa đây rồi. Giới thiệu với anh, cô Thoa là phó cửa hàng trưởng cửa hàng Bách Hóa huyện. Huấn giơ tay chỉ vào một người phụ nữ chạc 35-36, tóc trải lật, mặc áo cánh hoa trắng quần phíp đang bước vào nhà còn đây là anh đầu chủ nhiệm hợp tác xã chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tổng chỉ huy việc cung cấp thực phẩm cho chúng ta hôm nay thủ trưởng của cô hân chào anh người phụ nữ chìa tay ra chào đồng chí đầu cũng đưa tay nắm bàn tay mềm đẹp của người phụ nữ khẽ lắc đầu anh huấn nói thế chứ chỉ huy với thủ trưởng gì tôi tôi chỉ là anh nông dân nuôi lợn thôi anh khiêm tốn quá Bây giờ nông dân với các thành phần khác đều phải liên minh với nhau anh ạ à. Hôm nay tôi mới về xã nhà, nhìn chuồng trại chăn nuôi của các anh thích quá Chăn nuôi tập trung thế này vừa tiện cho khâu sản xuất, vừa tiện cho khâu thu mua anh ạ à. Vâng, cũng mới chỉ bước đầu thôi chị ạ à. Mời các anh chị ngồi sơi nước Tôi ra ngó xem anh em họ chuẩn bị cơm nước thế nào cái đã nhé Cũng đến bữa rồi quý vị và các bạn thân mến buổi đọc truyện hôm nay của đài phát thanh và truyền hình bắc giang đến đây là hết diễn biến tiếp theo tiểu thuyết chuyện làng của tác giả phạm quang long mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai thu loan xin kính chào tạm biệt